Chào mừng các bạn đến với kênh Tiến Tài của mình. Kênh Tiến Tài là nơi chia sẻ về những kiến thức xe máy cũng như là trải nghiệm những sản phẩm mới, những công nghệ mới được áp dụng vào xe máy. Vâng, rất vui mừng gặp các bạn trong video hôm nay. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về chủ đề trên là máy Smart Tool 2 các bạn. Hiện tại như các bạn đã biết, máy Smart Tool 2 của chúng ta đã ra một cái phần mềm mới là phiên bản là 10 chấm và cập nhật là ngày 26 tháng 8 các bạn. Nếu như các bạn chưa cập nhật phần mềm này thì các bạn hãy cập nhật ngay lập tức để chúng ta trải nghiệm những tính năng mới được update trên dòng máy Smart Tool 2 các bạn. Vâng, chủ đề hôm nay mình muốn nói tới đó chính là chức năng kết luận tỷ lệ hòa khí trên dòng máy Smart Tool 2 các bạn. Giống như trên màn hình của mình hiện tại là dòng xe Li 125 hay là dòng xe là Yamaha No 6 các bạn, thì thông qua chiếc máy Smart Tool 2 các bạn sẽ xem được kết luận trên máy Smart Tool 2 tỷ lệ hòa khí trên xe đó đạt tiêu chuẩn hay là nó đậm hay là nó nhạt các bạn. Không những thế, và trên máy Smart Tool 2 sẽ báo cho các bạn biết luôn là đậm bao nhiêu phần trăm, nhạt bao nhiêu phần trăm. Thông qua đó cũng là một cái yếu tố để giúp cho các bạn đưa ra những cái nhận xét trên xe của mình hiện tại đậm hay là nhạt tỷ lệ hòa khí hay các bạn. Qua đó giúp cho các bạn sửa xe cũng như là tham vấn cái vấn đề xe đó đậm nhạt ngày càng nhanh hơn các bạn và ngày càng chi tiết hơn. Trong quá trình xem video, các bạn thấy video mình nội dung có ích thì các bạn hãy đăng ký kênh giúp mình cũng như like giúp mình để cho kênh Tiến Tài ngày càng phát triển hơn, cũng giống như đó là động lực để kênh Tiến Tài ngày càng ra video nhiều hơn các bạn. Rồi, xin mời các bạn xem video. Trên màn hình của mình hiện tại là máy Smart Tool 2 nè các bạn. Để các bạn kiểm tra phiên bản máy của mình là phiên bản nào á, các bạn cần phải kéo xuống là Smart Tool 2 giúp mình ha các bạn. Chọn vào nè, Enter để các bạn chọn vào. Đây, thông tin máy nè các bạn. 10 chấm nè, phiên bản R cộng. Ngày cập nhật mới nhất là ngày 26 tháng 8 nha các bạn. Các bạn lưu ý ha, các bạn xem cái máy của mình đã cập nhật hay chưa. Nếu như chưa cập nhật cái phiên bản mới này thì các bạn hãy cập nhật cái máy của mình ha. Trong quá trình mà cập nhật có gặp vướng mắc hoặc khó khăn gì á, thì các bạn hãy gọi hoặc là nhắn tin qua Zalo số là 0964168131 giúp mình ha, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ vào phần là động cơ để cho máy Smart Tool 2 kết nối tự động với xe ha các bạn. Chúng ta sẽ chọn Enter để chọn. Đây, Honda các bạn. Trên máy Smart Tool 2 của chúng ta sẽ xuất hiện là 6 hãng xe, tùy theo hãng xe mà các bạn lựa chọn. Và ở đây của mình sẽ là hãng Honda, chiếc Li là hãng Honda thì mình chỉ cần nhấn Enter thôi. Thì máy Smart Tool 2 của chúng ta sẽ kết nối hoàn toàn tự động nè các bạn. Không cần phải đi tìm xe ở AB, Li hoặc là xe nào tốn thời gian của chúng ta ha. Và chúng ta sẽ tiến hành là vào phần phân tích khí thải giúp mình các bạn. Vào phần chức năng là phân tích khí thải giúp mình ha các bạn. Và chúng ta sẽ tiến hành là nhấn Enter. Đây, các bạn lưu ý ha, các bạn lưu ý, đối với vào phần phân tích khí thải á, thì bắt buộc nhiệt độ của các bạn cần phải lớn hơn trên 60 độ C, từ 60 độ C đến 80 độ C giúp mình ha, thì cái chức năng phân tích khí thải đó mới hoạt động. Các bạn lưu ý giúp phần này giúp mình ha. Nhiệt độ hiện tại của mình là 70 độ C nè, thì hiện tại á, là cái phần chức năng phân tích khí thải, phần kết luận là tỷ lệ hòa khí đậm nhạt đã hoạt động rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành thoát ga. Các bạn nhấn ESC để thoát ga giúp mình ha. Sau đó chúng ta sẽ vào phần là phân tích khí thải giúp mình, các bạn sẽ chọn Enter vào đây ha. Trong cái phần chức năng này á, thì máy Smart Tool 2 sẽ cho các bạn biết nè. Thứ nhất là tốc độ máy là hiện tại là 1600, thời gian phun của mình là 2.4, góc đánh lửa là 14 độ và cảm biến oxy đang hoạt động trong giải ha các bạn. Tỷ lệ tối ưu nhiên liệu đang là -5%. Tỷ lệ hòa khí của chúng ta tầm khoảng 14, 13 đến 14 phút mấy. Và hiện tại trên thiết bị của chúng ta sẽ báo nè, tỷ lệ hòa khí đang nhạt. Và nhạt ở đây là bao nhiêu phần trăm luôn cho các bạn xem ha. Hiện tại nhạt bao nhiêu phần trăm thì trên máy Smart Tool 2 sẽ thông báo cho chúng ta biết luôn. Giả sử hiện tại là đang nhạt nè, bây giờ mình kéo tay ga lên cho các bạn coi nè. Đây,
ha. Thì trên máy Smart Tool 2 của chúng ta sẽ biết luôn là xe đó đang là nhạt bao nhiêu, đậm bao nhiêu. Thì dựa vào một cái yếu tố này thì chúng ta sẽ có thêm những cái điều kiện để kết luận thêm là trên xe của chúng ta á, là tỷ lệ hoạt khí của nó như thế nào, mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình là sinh công trên xe ha các bạn. Dựa vào tỷ lệ hoạt khí, dựa vào tối ưu nhiên liệu, dựa vào sau đó chúng ta sẽ kiểm tra tình trạng thực tế trên xe, đó chính là cái màu của buji ha các bạn. Các bạn mở ra màu buji thì các bạn sẽ biết được tình trạng trên xe nó như thế nào luôn ha. Đây là một cái chức năng mới trên máy Smart Tool 2. Nếu như các bạn chưa cập nhật cái phiên bản 10 chấm á, thì các bạn hãy cập nhật phiên bản 10 chấm đó để chúng ta sử dụng là cái chức năng là kết luận cái tỷ lệ hòa khí này nó như thế nào ha các bạn. Nhạt là nhạt bao nhiêu phần trăm, đậm là bao nhiêu phần trăm, thì trên máy Smart Tool 2 sẽ báo cho các bạn biết luôn. Thì qua đây á, giúp cho chúng ta sẽ có những cái kết luận chính xác hơn, cũng như là đưa ra nhiều biện pháp, nhiều phương án để chúng ta xử lý chiếc xe đó chạy tốt hơn, mượt hơn và bốc hơn ha các bạn. Rồi, video hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn là cái phần là chức năng là kết luận cái tỷ lệ hoạt khí nó như thế nào ha các bạn. Tỷ lệ hoạt khí đậm nhạt ra làm sao thì các bạn sẽ vào phần là phân tích khí thải giúp mình nha các bạn. Và phần phân tích khí thải giúp mình, và các bạn lưu ý luôn, đối với phần kết luận này thì những máy Smart Tool 2 cập nhật phiên bản 10 chấm mới có, còn các bạn ở những cái phiên bản thấp hơn thì sẽ không có ha các bạn. Để sử dụng chức năng này thì các bạn hãy cập nhật phiên bản máy của mình lên ha. Thì cái thao tác cập nhật cũng như là từng bước cập nhật như thế nào thì mình có để trên YouTube video rồi, thì các bạn có thể vào đó xem giúp mình ha. Các bạn làm từng bước thì các bạn có thể cập nhật cái máy của mình lên được rồi ha các bạn. Rồi, video hôm nay thì mình xin kết thúc tại đây. Hẹn các bạn ở những video lần sau. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả các bạn.